Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình mới làm xong được một mớ nhà gỗ size lớn nha các bạn. Size lớn dành cho hamster bia. Đó. Thì cái mẫu này cũng là mẫu cũ thôi, cái mẫu nhà nhà gỗ lớn, size lớn cũ á, nhưng mà mình có tăng thêm kích thước về chiều rộng của nó, còn chiều dài và chiều cao thì vẫn như nhau nha. Đây. Đó, cái mấy cái mẫu này là mình đã chà nhám cũng như là làm đẹp cho nó xong hoàn tất nha các bạn. Thì nó mới được đẹp như thế này. Còn mà mình chưa có làm đầy đủ hết thì nó sẽ sần sần, nó không đẹp đâu. Tại vì gỗ tự nhiên thì nó sẽ không bao giờ đẹp như là gỗ nhân tạo được nha các bạn. Đây, về cái bề rộng á, thì mình đã tăng cho nó thêm cái kích thước nó rộng hơn là mình lấy cái thước mình để vô cho các bạn xem là khoảng 9,5 cm nha các bạn. Đó, khoảng 9,5 cm là tính từ cái phần dài nhất có thể đo. Rồi, về bề dài đây mình sẽ lấy cái thước khác nha. Đây, bề dài thì nó sẽ khoảng là 13 cm, đúng 13 cm luôn nha các bạn. Đó, còn bề cao đây, bề cao thì mình đo từ trên cái chớp mái nhà luôn nha. Đó là 10 cm, bề cao là 10 cm. Thì với cái kích thước này thì sử dụng được cho tất cả các dòng hamster bia, từ những con bia chung size baby đến những con bia size trưởng thành, và những con bia này size mập thì vẫn chui vào đây ở thoải mái luôn. Đó, bên trong mình đã làm nhẵn hết cho nó thật là đẹp nha các bạn. Còn những con chuột nhỏ thì thoải mái luôn nha các bạn, 2 3 con cũng được. Cái nhà này mà nếu như mà bia gì vừa chui vô 2 con vẫn rất là ok. Kiểu của nó thì đơn giản thôi, có 2 cái lỗ, một cái lỗ lớn để mà cho mấy con chuột hamster bia nó chui vào, và một cái lỗ nhỏ giả cái cửa sổ nha các bạn. Đặc biệt là cái cửa chính này á, mình làm rất là kỹ. Đây, mình mài nhẵn rất là nhiều lần nha các bạn, tại vì cái cửa này á, là con chuột nó sẽ đi chui ra chui vào đó, cho nên là mình làm không kỹ thì nó sẽ sót lại những cái dăm nhọn đó, dẫn đến là con chuột nó sẽ dễ bị thương. Đấy, cái lỗ nhỏ, cái lỗ cửa sổ nhỏ này mình vẫn làm rất là kỹ nha. Thì làm nếu như mà làm ra một cái nhà hoàn chỉnh như thế này thì nó sẽ rất mất là nhiều công cũng như là thời gian nha các bạn. Thì làm ra một cái nhà như thế này thì nó sẽ rất là nhiều bước, không dưới 5 bước nha các bạn, không dưới 5 bước cho một cái nhà. Đây, cái khâu cuối cùng là mình sẽ chà nhám lại một lần nữa cho thật là kỹ. Đây là cái miếng giấy nhám đó các bạn, mình chà tới rách luôn á. Đó, giấy nhám mua giấy nhám loại tốt, còn keo thì mua keo loại tốt để dán cho nó chắc chắn nha. Đây là keo loại tốt. Nếu như mà các bạn nào mà đặt hàng bên mình á, mà mình gửi mà trong quá trình gửi hàng hàng nó bị va đập vào đó mà nó có gãy á, thì các bạn mua keo loại tốt về dán nha. Nhớ giúp mình là mua keo loại tốt nha các bạn. Keo mà dởm dởm hoặc là keo nhái là dán nó không có dính đâu. Đó, đây, keo loại tốt. Mình mua một chai như thế về sử dụng cho các bạn để dán đồ cho nó chắc chắn một tí. Thì những cái nhà này thì mình thấy thì nó sẽ là đỡ bị gãy hơn là dòng chạy nha. Tại vì khi dán lại thì nó sẽ thành một khối nên là nó sẽ chắc chắn hơn. Còn dòng chạy thì nó rất là dễ bị gãy. Nếu như mà gửi 10 cái thì có khoảng là 7 cái là gãy rồi các bạn. Đó, cho nên các bạn lưu ý là mua keo gì dán giúp mình. Ở đây là cái cửa mình chưa có mài, mình cơ chưa có chà nhám nha các bạn. Đó thì các bạn thấy nó rất là bị sần với lại dăm nhọn rồi đó, nó lú ra rất là nhiều. Đó thì cái nhà này thì mình chưa có chà nhám lại lần thứ hai, mình mới chà qua lần thứ nhất sơ sơ ở ngoài thôi cho nó đẹp đẹp tí thôi, mình chà lại một lần cuối cùng thì mình mới gọi là hoàn thành một cái sản phẩm nha các bạn. Đó, chà thật là kỹ. Còn những cái bề mặt mái như thế này mình vẫn chà nhám luôn, cho nên là rờ vào nó rất là mịn. Còn bên này mình chưa chà thì rờ vào nó rất là sần các bạn. Mình nói thì các bạn có thể là các bạn không hình dung rõ đâu, các bạn có thể ủng hộ mình một cái nhà và các bạn đem về các bạn sờ vào thì các bạn sẽ thấy mình nói là nó sẽ đúng. Đó, với lại mình chà nhám nhiều lần thì nó sẽ lên một cái màu gỗ trắng của cái gỗ thông á, nó rất là đẹp. Còn những cái chi tiết như là lởm lởm như thế nè các bạn thì nó vẫn bình thường nha các bạn, tại vì đây là gỗ thông tự nhiên cho nên là cái thân cây của nó sẽ không bao giờ đẹp được như là gỗ nhân tạo hoặc là gỗ công nghiệp. Đó, nhưng mà bù lại một cái là nó sẽ rất là chắc chắn và xài nó bền hơn. Rồi, và bên này mình có một con bia nè các bạn. Đây là con bia đực nha. Con này thì size Barbie thôi, nó chưa có lớn hẳn hết nha các bạn. Đó, mình sẽ để vô cho các bạn xem là cái một con hamster bia khi chui vào cái nhà này thì nó sẽ như thế nào nha. Đây, con này nó nhoi lắm các bạn ơi. Để ra ngoài nó chạy tùm lum hết. Đó,
Lỗ này thì mấy con chuột chui vô là ok nha các bạn, không quá nhỏ không quá lớn nha. Thì vì mấy con chuột nó thích chui vô những cái lỗ mà chật chội một tí thì nó sẽ thích hơn, còn cái lỗ rộng quá thì nó không thích lắm đâu các bạn. Thì cái mẫu cũ các bạn mình làm bề rộng nó hơi nhỏ, cho nên là có nhiều bạn nói là bia chui vô thì thấy nó hơi chật á, cho nên là mình sẽ tăng kích thước của cái mẫu mới này lên đó. Còn về cái chiều dài cũng như là chiều rộng chiều cao thì mình thấy nó vẫn ok rồi, hai con hoặc là một con bia chui vào rất là thoải mái rồi đó. Rồi các bạn nào mà rồi các bạn cần đặt hàng thì có thể như đặt hàng trước nha, rồi ngày 2 tháng 8 mà qua giãn cách đó mình sẽ bắt đầu sắp xếp gửi lại. Còn trong thời gian hiện tại thì mình ngưng gửi hàng cho các bạn ở xa nha. Còn những bạn đặt hàng ở trên Shopee á, thì lưu ý giúp mình là nếu như mà cái chỗ của bạn á, các bạn thấy chỗ bạn shipper giao được thì các bạn hãy đặt hàng ở trên Shopee nha. Còn nếu như mà không giao được hoặc là cái chỗ của bạn bị cách ly hoặc là phong tỏa hoặc là có các chốt kiểm dịch rồi đó mà các bạn cảm thấy không shipper không giao được á, thì tốt nhất các bạn đừng có đặt hàng luôn. Tại vì mình các bạn đặt mình vẫn gói hàng, nhưng mà hàng đến shipper không giao được thì hàng nó cũng hoàn về thôi, mất thời gian của mình và của các bạn nữa đó. Cho nên là các bạn lưu ý giúp mình nha. Tại vì cái khu vực các bạn ở á, thì các bạn rành hơn mình, các bạn biết, cho nên là các bạn hãy chủ động giúp mình. Còn mà các bạn vô hỏi mình thì mình không bao giờ biết chính xác được 100% đâu. Rồi gửi hàng đi rồi mất công hàng hoàn về rồi nó mất thời gian lắm. Nói chung là vậy, các bạn xem kỹ trước cái khi các bạn đặt hàng ở trên Shopee trong thời gian hiện tại nha. Còn qua dịch thì mình sẽ sắp qua giãn cách thì mình sẽ sắp xếp gửi hàng lại cho các bạn ở xa. Bình thường các bạn có thể lên đơn trước nha. Đó, những mẫu này thì mình sẽ cập nhật trên web và Shopee luôn. Đó, làm mài nhẵn đồ cho các bạn size. Đó, đẹp nha. Đối với những cái màu nhà gỗ này á thì được cái là giá nó rẻ, size lớn nhưng mà giá nó rẻ nè. Nhưng mà bù lại là nếu như mà con chuột của bạn nó phá thì nó xài sẽ không được bền. Còn nếu như mà con chuột của bạn nó không có phá hoặc là nó ít phá thì xài cũng bền như là những đồ sứ nha các bạn. Đó. Còn về vệ sinh thì các bạn chịu khó chà rửa sạch sẽ thường xuyên rồi các bạn đi phơi nắng nha, phơi nắng gắt liền để cho nước nó không có thấm sâu vào trong gỗ là ok. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và nếu như các bạn muốn đặt cái mẫu này trước á thì mình sẽ để link Shopee và web ở dưới phần mô tả. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook giúp mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại.